Hồi hôm nay bố chị chủ nhận là món nhìn góc bên kia đẹp hơn chị Quỳnh nhất. Ngồi đây là gần dã. Yên tâm đi. Mai chị Quỳnh luôn. Mai chồng bên nghèo rồi. Xin chào bạn. Tôi thấy bạn lần đầu tiên xuất hiện ở đây phải không ạ? Dạ vâng ạ, em là thầy. Bạn có thể cho biết quý danh không ạ? Em là Trang, đến trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đại học Kinh tế Quốc dân. Nghe lời anh Thắng. Trường khủng nhất Việt Nam về kinh tế. Bạn Trang ơi, bạn thấy thế nào? Đến đây bạn thấy thế nào? Em đi đến đây mất nửa tiếng ấy ạ, xa lắm. Nhưng mà đến đây mọi người vui vẻ, em thấy vui lắm. Bạn vui phải không ạ? Thế bạn có nhìn xung quanh đây những người khác gì không? Mấy con trai này mọi ngày mặt ỉu xìu như hôm nay tươi thế này đấy. Nước chè không? Nước không ăn chè nước. Thế tại sao bạn lại biết công ty Bắc Thành nhỉ? Em xem qua mạng. Qua internet? Hay vào mạng? Kinh tế Quốc dân thì bạn học ở khoa gì? Em học tài chính. Tài chính nhá. Hôm nay bạn đến Bắc Thành có mục tiêu cụ thể gì không đấy? Mục tiêu em đến để xin tài trợ và để kết bạn. Xin tài trợ và kết bạn. Mục thứ nhất thì thôi không bàn, ta bàn mục thứ hai nhỉ. Này các bạn trai, ai muốn kết bạn cùng bạn Trang nào? Giơ tay. Những ai muốn kết bạn cùng bạn Trang? Em chưa có ai cả. Biết bạn nào chưa có ai cùng muốn kết bạn nào? Đứng lên. Em chỉ muốn kết bạn với các bạn nữa. Ra đây. Em em nào dũng cảm ra đây. Em nhưng mà em chỉ kết bạn với các bạn nữ thôi. Với bạn nữ à? Không công nhận là thầy ở mình một buồn lắm. Bạn thấy mọi người đây thế nào bạn Trang ơi? Mọi người đây rất vui vẻ. Xin hỏi nhỏ bạn câu, bạn Trang có người yêu chưa? Chưa. Bạn Trang ơi. Bí mật đấy ạ. Bí mật ạ? Có nghĩa là các bạn vẫn còn hy vọng nhá. Các cụ có nói một câu, 30 chưa phải là Tết, đừng sợ.